Chào anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình nha. Hôm nay thì hôm bữa thì giờ mình về hai cái BC50U-2E quay to. Thì hôm nay giờ thêm một cái nữa. Cái này rất là tuyệt vời nha. Thật sự thì mình cũng chưa biết là nó bắt vừa với cái nào. 40-7 nữa cũng xài dạng này. 50-2 nó cũng xài dạng này. Nhưng mà 50-2 thì thường nó có cái phần thiếu ở đây, phần vợt ở đây, nhưng mà cái này thì nó chỉ là hai cái vợt thôi, thấy chưa, nó chỉ là hai cái miếng dạt thôi đó. Cái này là nó có hai miếng dạt nè, thấy chưa, anh em thấy chưa. Còn bằng bơm của nó thì xài như nhau, 50 thì xài như nhau anh em, 50 xài như nhau nha. Nếu mà anh em mới nhìn cứ tưởng là của 30 là mấy anh chết ngay, về lắp nó nhỏ hơn cho nên nó sẽ không có đâu. Đây. Đây là nên thấy chưa? Nó nằm đây. Cốt của nó là 2 4 6 8 10 răng nha anh em. Cốt 10 răng. Mặt đế lõm. Anh em thấy chưa? Đấy. Cái này là một trong những cái mà nói chung thì mắc thì cũng không mắc, mà rẻ thì nó cũng không rẻ. Nhưng mà nó có mấy cái đời khác nhau, mắc không được. Cho nên đây mình về cái này mới vừa về hôm qua dưới lô hàng, rửa sạch sẽ. Hôm qua nó về hai cái này. Thấy không? 40-7 còn là 50 cũng vậy. 50 thường 50 này nó cái phần vẽn, nó có cái vẽn lên chút. Nhưng mà hàng rất là đẹp nha anh em, hàng đẹp lắm. Hàng rất là đẹp. Đó, mình quay để mình up lên anh em. Anh em nhớ theo dõi nha. Mình có về một cái của thằng Hyundai 55 nữa. Mình hẹn cái video kế tiếp. Mình sẽ up cái Hyundai 55. Bây giờ mình có dịp up cái thằng BC50 đây. Hàng này mới về nha. Hôm bữa mình về có hai cái mình mua mấy anh em. Đồ đẹp dữ lắm. Bây giờ mình cũng giao cho lái liền. Chứ còn mà bán thì không ngon. Em chúc anh em một ngày mới mua may mắn đất nha. Anh em cần thì liên hệ Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình 0907255116 nha. 0907255116 anh em nha. 0907255116. Anh em nhớ like, share. Anh em nhớ theo dõi kênh nha. Anh em theo dõi kênh để mình up những cái story mới. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Hiện tại bây giờ mình đang chạy nước rút. Cảm ơn anh em đã ủng hộ nha anh em. Thank you rất là nhiều. Mình ủng hộ kênh và anh em xây dựng kênh của mình trong chất lượng. Một lần nữa là thank you anh em.